Play it out or play it out? Oh, got it. Ở đây là nó giữ một kỷ lục không ai phá được, là không chơi nào hết. Cuối cùng nha, là cuối cùng nha. Trời ơi, xem. Hình như chỗ nào tôi phim mà nó không vô rồi sao ta? Sau khi cô nghe phổ biến lực thôi, cô có cảm giác thế nào? Nó gối quá rồi, cô nhắn cô chọn được mấy cái? Mỗi đợt các bạn sẽ chọn 2 trái à? 2 trái là dễ nhất rồi, không nghĩa là không thế nào hết. Cô nhắn mình chọn được mấy trái? Chọn được mấy trái? 5 trái. Tổ bên kia người ta nói là 2 trái đó, cô 5 trái là qua người ta đó. Nhất không? Quyết tâm. Dễ chịu mà ra sân cầu là kể cho mày chết nha. Ê, ê, tổ tốt mày ném ở đâu vậy? Chuẩn bị nè. Đây.
giữ lại, giữ lại. Tôi không hiểu trò này luôn á. Bạn chụp luôn, anh ném thẳng qua kia, anh hiểu không? Được, anh chụp được, em không? Bạn ném cái bộ anh luôn á. Bộ anh kia biết tâm sao không vậy đó.